Xin chào, cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube Vườn ánh sáng. Đây là nơi mình chia sẻ những phương pháp giúp vượt qua trầm cảm và một số vấn đề tâm lý, bên cạnh đó lan tỏa những cách giúp nâng cao sức khỏe tinh thần. Thời gian qua mình nhận được khá nhiều tin vui từ các anh chị em, các bạn chia sẻ với mình về những kết quả mà mọi người đã đạt được trong hành trình chữa lành gần đây trong những anh chị em ấy có những người mình đã biết và nói chuyện cùng suốt mấy năm qua nhưng mãi đến lúc này mình mới nghe mọi người kể có nhiều cải thiện đến vậy mặc dù các anh chị em ấy đã biết mình từ lâu và cũng đã xem nhiều video mình đăng trên youtube nhưng phải đến lúc này mọi người mới thực sự áp dụng những phương pháp và hoạt động mà mình chia sẻ Trước hết mình sẽ chia sẻ với mọi người một vài tin vui mà mình nhận được những ngày vừa qua. Đầu tiên là về một em gái mà mình quen qua nhóm Facebook vượt qua trầm cảm. Vào năm 2021, em bị chẩn đoán mắc phải rối loạn lưỡng cực. Hai chị em đã liên lạc và kết bạn với nhau qua mạng xã hội. Sau đó mình đã nói chuyện với em suốt một khoảng thời gian dài mặc dù hai chị em đã nói chuyện khá nhiều nhưng mãi thời gian gần đây em mới thực sự để ý đến những phương pháp mà mình chia sẻ em kể với mình là em bắt đầu tập cbt em nói rằng hàng ngày em vẫn còn ngủ nhiều và cảm thấy lười thường nằm một chỗ không muốn làm gì nhưng từ tuần trước em đã bắt đầu chăm chỉ hơn chịu khó dậy sớm hơn và làm một vài việc vặt trong nhà không những vậy em còn ra quán cà phê giúp mẹ trong khi trước đây em rất ngại đến quán và ít khi ra quán. Em cũng kể rằng có một cô bạn của mẹ em khen em là đã khỏi đến 70% và em cũng bảo mình chia sẻ thêm cho em về CBT. Tiếp theo là về một bạn liên lạc với mình qua trang Facebook Vườn Ánh Sáng từ năm 2023. Khi đó bạn chia sẻ cho mình nghe khá nhiều những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Bạn được chẩn đoán mắc phải rối loạn lưỡng cực và rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Sau đó bẵng đi một thời gian dài, bạn và mình không liên lạc với nhau. Đến tháng 7 năm nay bạn mới nhắn tin cho mình và nói chuyện trở lại. Và gần đây bạn mới bắt đầu áp dụng chánh niệm để vượt qua ám ảnh cưỡng chế. Trong khi trước đó, mặc dù bạn đã từng nghe về phương pháp này nhưng chưa có lần nào bạn thử áp dụng vào ngày đầu tiên khi bạn dùng chánh niệm để đối diện với những suy nghĩ ám ảnh bạn đã có một ngày thật sự tập trung vào công việc bạn đang làm một cách suôn sẻ và kể cả khi những ý nghĩ ám ảnh xuất hiện thì bạn đã không còn bị chúng kiểm soát nữa bạn kể với mình rằng ngày hôm đó bạn thật sự cảm thấy rất hạnh phúc và được là chính mình và trải nghiệm tốt đẹp này còn tiếp tục kéo dài đến những hôm tiếp theo Thứ ba là về một anh cũng liên lạc với mình qua trang Facebook Vườn ánh sáng vào năm 2023. Anh nói rằng anh bị ám ảnh cưỡng chế. Thỉnh thoảng mình vẫn nói chuyện với anh trong năm vừa qua. Anh cũng kể rằng đã từng có một thời gian anh bị ám ảnh rất nặng đến mức không thể ra khỏi nhà và phải nghỉ việc. Sau đó để có thể đi làm trở lại, anh đã phải dùng đến thuốc tây thời gian gần đây vì vẫn còn loay hoay với nhiều ý nghĩ ám ảnh liên quan đến rửa tay đếm số nên anh đã bắt đầu nghiêm túc thực hành tránh niệm và sau một vài tuần thì anh kể với mình rằng anh đã vượt qua nhiều ám ảnh cưỡng chế mà anh có mặc dù vẫn có những ý nghĩ đến trong đầu nhưng anh đã cố gắng để không hành động cưỡng chế mà cứ để ám ảnh xuất hiện vậy thôi rồi chờ cho chúng qua đi hiện tại anh vẫn đang đi làm mà không còn dùng đến thuốc đã gần một tháng nay Cuối cùng là về một bạn mình được giới thiệu qua bạn Đoàn Thị Lâm thời gian gần đây. Bạn kể rằng trước đây bạn bị rối loạn lo âu và thời gian này bạn bắt đầu thấy bản thân có cả dấu hiệu của trầm cảm nữa. Qua chia sẻ của mình, bạn đã bắt đầu thực hành cả phương pháp CBT lẫn chánh niệm. Không những vậy, bạn còn kể với mình rằng bạn đang có rất nhiều thay đổi và đang làm những hoạt động tích cực hàng ngày chẳng hạn như bạn không còn nằm một chỗ như mọi khi nữa mà đã chịu khó dậy sớm để thiền tập thể dục đặc biệt quanh nhà bạn có một khu vườn rất rộng nhiều cây xanh nên bạn có thể kết hợp cả hít thở không khí trong lành nhờ dậy sớm mà bạn còn có thời gian gấp chăn màn dọn dẹp nhà cửa đưa con đi học rồi ăn sáng khi nhận được những tin tốt đẹp về quá trình phục hồi của mọi người như thế này mình thật sự cảm thấy rất vui có một điều đặc biệt có một điểm chung giữa các anh em các bạn ấy đó là mặc dù đã nghe và xem nhiều video của mình chia sẻ trên youtube nhưng những thay đổi tích cực này chỉ xảy ra sau khi mọi người đọc cuốn sách mình mới ra mắt mỗi ngày là một cơ hội sống khác phải đến lúc ấy mọi người mới thực sự nhận ra rằng chỉ khi nào áp dụng và thực hành các phương pháp thì mới thấy những tiến bộ rõ rệt như trên. Những tin vui này mình chia sẻ không phải là để mọi người so sánh và cảm thấy tự ti về quá trình phục hồi của bản thân mình, mà là để tiếp thêm động lực cho các bạn rằng đang có rất nhiều anh chị em, nhiều bạn có những cải thiện tốt mỗi ngày. Mỗi người là một quá trình riêng và mất một khoảng thời gian khác nhau, không ai giống ai bản thân mình đã bị các vấn đề tâm lý trong 15 năm. Và sau khi ngưng thuốc Tây vào cuối năm 2019, thì năm 2020, 2021 đối với mình là quãng thời gian khó khăn nhất. Từ năm 2022 đến nay, mình mới bắt đầu bước vào giai đoạn ổn định về tinh thần. Và hơn một năm trở lại đây, những biểu hiện đã không còn xuất hiện nữa. Vì vậy mà không thể so sánh hành trình của người này với người khác. Cho nên, mình khuyến khích mọi người hãy chỉ tập trung vào quá trình phục hồi của chính bản thân mình và làm tốt mỗi ngày trong khả năng có thể của bản thân mình mà thôi. Những tin vui mà mình chia sẻ chỉ là để chúng ta được khích lệ, không phải là để so sánh và mặc cảm về bản thân đâu mọi người nhé. Và mình sẽ vẫn tiếp tục cố gắng để được lắng nghe những tin vui thế này nhiều hơn mỗi ngày vì mục đích sâu xa nhất mà mình hướng tới đó là khi từng người từng người một vượt qua được những vấn đề tâm lý của chính họ thì chính sự phục hồi ấy của họ sẽ tạo nên những ảnh hưởng tích cực trước hết là đến người thân gia đình bạn bè mọi người xung quanh và sau đó những ảnh hưởng tích cực ấy sẽ lan rộng ra cả cộng đồng bởi vì chính bản thân mình đã trải nghiệm những tác động kỳ diệu như thế Đến đây cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast này. Nếu bạn thích podcast này thì hãy nhấn vào biểu tượng thích và nhấn đăng ký tài khoản YouTube của mình. Đồng thời nhấn biểu tượng chuông để được nhận thông báo về những video và những podcast mới nhất. Ngoài ra, mình không chỉ hoạt động trên YouTube, mình còn hoạt động trên Facebook. Nếu bạn đang sử dụng Facebook thì hãy thích và theo dõi trang Vườn ánh sáng mà mình để liên kết dẫn đến trang này trong phần mô tả. Hơn thế nữa, mình cũng đang hoạt động tích cực trên TikTok. Nếu bạn cũng sử dụng TikTok thì hãy theo dõi kênh TikTok Vườn ánh sáng. Đường link dẫn đến kênh này mình cũng để trong phần mô tả bên dưới. Ngoài ra, thời gian gần đây mình vừa ra mắt cuốn sách Mỗi ngày là một cơ hội sống khác. Cuốn cẩm nang thiết thực dành cho những ai đang gặp khó khăn với trầm cảm, rối loạn lo âu hoặc rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Để đọc thông tin về sách và đặt mua sách, bạn hãy truy cập vào website sáng com vn Sau cùng mình muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn thật nhiều vì đã là một nguồn động lực để mình tạo nên những nội dung này. Chúc các bạn một ngày tràn đầy ánh sáng.